Thưa quý vị, trong các khu vực phong tỏa cách ly, thì rau xanh là một mặt hàng thiết yếu. Do khá khan hiếm, giá rau do đó được bán rất cao ở một số nơi, gây thiệt thòi cho người dân. Trong bối cảnh đó, nhằm đồng hành cùng bà con trong khu vực phong tỏa cách ly, Đoàn Thanh niên phường Trảng Dài đã tổ chức một điểm bán rau đồng giá. Việc xuất hiện điểm bán rau này đã giúp nhiều người dân trong khu phong tỏa không còn quá lo lắng về việc không mua được rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày.